khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Quốc hội Israel hỗn loạn trong phút cuối triều đại Netanyahu. Giáo hoàng Francis nói địa trung hải là nghĩa trang lớn nhất của châu Âu. NATO và Nga liệu có tìm tiếng nói chung? Thiếu nhân lực, Nga điều binh sĩ xây đường sắt viễn đông cận kề Trung Quốc. New Zealand chốt giá kỷ lục 440 triệu đồng cho một cây trầu bà đột biến những đứa trẻ bom bon, kỳ án mất tích bí ẩn nhất nước Úc hơn 50 năm không tìm ra thủ phạm. Sau G7, đến lượt NATO kêu gọi chính sách cứng rắn đối phó Trung Quốc. Ông Tập tập trung vào việc duy trì sự ổn định sau vụ nổ làm 12 người chết ở Hồ Bắc. Quý vị đang theo dõi bản tin tối ngày 14 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin trong nước. Trưa 14 tháng 6, tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Quyết định này được đưa ra sau khi huyện Hương Sơn có 12 ca nhiễm COVID-19. Hai ca nhiễm đầu tiên của huyện là bệnh nhân NCT, 31 tuổi, trú xã Sơn Phú, và TPH, 31 tuổi, trú xã Sơn Trường, lây nhiễm ở điểm tắm nước ngọt công cộng, bãi tắm Xuân Hải, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Sau đó có thêm 10 ca nhiễm là F1 của hai bệnh nhân này. Địa phương đã tiến hành giả soát truy vết được 337 trường hợp F1, 564 trường hợp F2 của các ca bệnh. Huyện đã nhanh chóng lập 5 chốt liên ngành kiểm soát người, phương tiện ra vào các tuyến đường tại khu vực phong tỏa ở nơi có ca nhiễm. Cũng trong sáng nay, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh, truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Quyết định này được đưa ra khi Nghệ An ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân NTM, 22 tuổi, chú xã Hà Tĩnh, từng tiếp xúc với F0 NCT ở huyện Hương Sơn. Tiếp nối chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Kỷ lục 12 năm nắm giữ cương vị Thủ tướng Israel của ông Benjamin Netanyahu chấm dứt vào ngày 13 tháng 6, sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu phê chuẩn chính phủ mới do ông Natalie Benes, người theo chủ nghĩa dân tộc đứng đầu. Đây từng là viễn cảnh xa vời đối với nhiều người Israel, theo Reuters. Phát biểu trước Quốc hội hôm 13 tháng 6, ông Benes, 49 tuổi, chính khách cực hữu kế nhiệm ông Benjamin Netanyahu, phải chật vật trong 43 phút để cố nói áp tiếng ồn, trong lúc những người phản đối ông thì lớn tiếng mắng nhất. Trước đó, ông Bennett gia nhập liên minh 8 đảng đối lập, trong đó có đảng cánh tả để thành lập chính phủ mới tại Israel. Trước khi ông Bennett tuyên bố nhận chức, ông Netanyahu tuyên bố sẽ quay trở lại sớm hơn dự kiến với tư thế ngẩng cao đầu. Ông cũng cảnh báo về vấn đề an ninh của Israel khi không có mình. Đừng gây tổn hại đến nền kinh tế phi thường mà chúng tôi đang bàn giao cho các anh để chúng tôi còn có thể sửa chữa nó khi quay lại. Ông Netanyahu nói. Trong những tiếng ủng hộ và phản đối, đan xen nhau lần lượt vang lên trong quốc hội, ông Bennett trả lời cựu thủ tướng vì sự phục vụ lâu dài và đầy thành tích. Ông Netanyahu 71 tuổi còn được biết đến rộng rãi với biệt danh Vua Bibi. Giữ chức thủ tướng đương nhiệm từ năm 2009 sau nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 1996 đến 1999, là chính trị gia Israel nổi trội nhất trong thế hệ của mình ông đã trở thành gương mặt đại diện cho Israel trên trường quốc tế. Ông Bennett, cựu biệt kích và triệu phú công nghệ, từng được xem là một hậu bối của ông Netanyahu, sẽ giữ cương vị thủ tướng trong hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ thủ tướng 4 năm, trước khi giao lại quyền lực cho ông Yalapi. Nội các mới của ông Bennett sẽ không giống bất kỳ chính phủ nào trước đó trong lịch sử 73 năm của Israel, một liên minh của nhiều đảng phái và được thông qua với chiến thắng suy soát 60-59 trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm 13 tháng 6. Giáo hoàng Francis và hôm Chủ nhật cảnh báo, Địa Trung Hải đã trở thành nghĩa trang lớn nhất ở châu Âu. Trong một buổi cầu nguyện, giáo hoàng Francis nhắc lại thảm kịch diễn ra ở Sicily vào hồi tháng 4 năm 2015. Trong vụ việc đó, ước tính khoảng 800 người di cư từ Libya đến Ý đã chết đuối trên bờ biển do chiếc thuyền chở họ bị lật. Giáo hoàng Francis nói, biểu tượng của rất nhiều thảm kịch ở biển địa Trung Hải sẽ tiếp tục thách thức lương tâm của tất cả mọi người, và khuyến khích sự phát triển của một nhân loại đoàn kết hơn, phá vỡ bức tường của sự thờ ơ, và địa trung hải đã trở thành nghĩa trang lớn nhất ở châu Âu. Hàng nghìn người với hy vọng về một cuộc sống mới ở châu Âu đã khởi hành từ Bắc Phi mỗi năm. Các vụ thuyền lật thường xảy ra ở những chiếc thuyền quá đông đúc, ọp ẹp do những kẻ buôn người điều hành. Theo hãng tin ASA, hơn một chục chiếc thuyền đã cập bờ hòn đảo nhỏ bé, là Bedusa của Ý, vào hôm thứ Bảy, với hơn 1.200 người di cư trên thuyền. Trung tâm Địa Trung Hải được xem là một trong những tuyến đường di cư bất chắc nhất trên thế giới và chỉ có một số tàu cứu hộ từ thiện tuần tra tuyến đường này. Trang tin Defense News cho hay, các đồng minh NATO đang sẵn sàng không triển khai tên lửa hạt nhân trên mặt đất ở châu Âu sau cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nguyên thủ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại Brussels trong khuôn khổ thượng đỉnh NATO. Lập trường này lặp lại nhận xét trước đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg được đưa ra trong một thông cáo dự thảo để phát hành sau hội nghị thượng đỉnh NATO. Một phát ngôn viên của NATO hôm chủ nhật từ chối bình luận về nội dung của thông cáo, nói rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra. Động thái đó dường như là một cách nhằm xoa so dịu căng thẳng với Moscow và thiết lập một cuộc đối thoại kiểm soát vũ khí trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Nga tại Geneva vào ngày 16 tháng 6. Các cuộc thảo luận của NATO diễn ra trong bối cảnh có tin Moscow sẽ lại một lần nữa đề xuất tạm hoãn triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất. NATO và Tòa Bạch Ốc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Vấn đề này là một câu hỏi mở kể từ khi Nga triển khai tên lửa trên mặt đất 9M729 hay còn gọi là SSC-8 theo hệ thống phân loại của NATO. Đây là loại tên lửa có khả năng bao phủ khoảng cách hơn 600 km sau khi được phóng. NATO từng lo ngại SSC-8 có thể tấn công trực tiếp ở sâu trong lãnh thổ châu Âu. Phía Mỹ đã cho rằng việc triển khai SSC-8 vi phạm hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF năm 1987. Chính vì thế, nó đã thúc đẩy Tổng thống Donald Trump năm 2019 rút Mỹ khỏi INF. Nikkei Asia đưa tin, cơ quan đường sắt nhà nước Nga đã đưa các đơn vị quân đội đến để hiện đại hóa tuyến chính Baikal Amu BAM, tuyến đường sắt nối liền Siberia với vùng viễn đông của đất nước. Động thái này được cho là để nhằm bù đắp việc thiếu hụt lao động nước ngoài do đại dịch COVID-19 sự lây lan của virus corona đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng công nhân xây dựng nước ngoài. Ngoài quân đội, cũng có đề xuất sử dụng lao động là tù nhân như đã từng thực hiện trong thời liên xô trước đây. Vào tháng 4, quân đội Nga đã bắt đầu xây dựng ở khu vực rộng lớn amur Oblast, lân cận Trung Quốc. Lữ đoàn đường sắt số 5 của quân đội đóng ở miền đông nước Nga đang nỗ lực mở rộng đoạn đường sắt một đường dây dài 340 km thành hai đường dây. Tất cả 10 lữ đoàn đường sắt hỗ trợ hậu cần cho các mục đích quân sự sẽ được triển khai ít nhất đến năm 2023 với chi phí lên đến 3 tỷ rúp tương đương 955 tỷ đồng. BAM kết nối cảng Sovetskaya-Gavan trên biển Nhật Bản đến Taisetsu ở đông Siberia, khoảng cách dài khoảng 4.300 km. Song song với tuyến đường sắt xuyên Siberia chạy từ Moscow đến Vladivostok, tuyến BAM còn được gọi là đường sắt xuyên Siberia thứ hai. Cả hai tuyến đường sắt nói trên đang trở nên ngày càng quan trọng với vai trò là tuyến vận tải chính từ châu Á sang châu Âu, vào tháng 5-2018, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố mục tiêu quốc gia là giảm thời gian vận tải giữa các cảng ở Viễn Đông và biên giới phía Tây của Nga xuống còn 7 ngày. Việc hiện đại hóa nhằm đáp ứng với sự gia tăng nhanh chóng của lưu lượng hàng hóa từ Trung Quốc đến châu Âu. BAM cũng sử dụng để vận chuyển các chuyến hàng trở than đến châu Á, nhưng đại dịch đã làm chật bánh một phần tư dự án. Phong trào chơi hoa cảnh đột biến không chỉ nở rộ ở Việt Nam, thời gian qua mà nó cũng xuất hiện ở New Zealand. Theo CNN, một cây trầu bà lá xẻ được chốt giá kỷ lục gần 20.000 USD, hơn 440 triệu đồng, hôm 13 tháng 6 trên sàn đấu giá chez me của New Zealand. Cây trầu bà lá với tên gọi khác là Monstera, có nguồn gốc từ Thái Lan và Malaysia. Đây cũng là loại cây đang được giới trẻ trong nước ưa chuộng vì dễ chăm và lên hình đẹp. Millie Silverter, người phát ngôn của sàn đấu giá chez me cho biết, cây trầu bà lá xẻ này là loại cây cảnh trồng trong nhà đắt nhất từng được bán trên sàn này. Cô Sylvester cũng cho biết giá trung bình của cây cảnh bán trên sàn mi đã tăng từ khoảng 557.000 đồng vào tháng 5-2019, lên 1,3 triệu đồng vào tháng 5-2021. Một số loại cây đột biến được giao với cái giá trên trời. Cây cảnh trong nhà đã trở thành vật trang trí cần phải có trong những năm gần đây. Giá cả tăng lên liên tục và ngày càng có nhiều người dân New Zealand đam mê phong trào này. Chưa có vụ án mất tích nào lại bí ẩn và khó khăn như kỳ án những đứa trẻ nhà Beaumont Mặc dù trong suốt 50 năm, hàng loạt manh mối đã được cung cấp. Vào một ngày mùa hè tháng 1 năm 1996, Jane Anna và Grand Belmont lên xe buýt để đến bãi biển gần nhà chơi, nhưng rồi mãi mãi không bao giờ trở lại. Đó là ngày nước Úc ghi nhận vụ án mất tích, bí ẩn, bà đứa trẻ, Belmont và hàng thập kỷ sau trở thành kỳ án kéo dài nhất lịch sử hình sự nước này. Vào lúc 8 giờ 45 phút sáng, hôm đó, Jane Belmont, 9 tuổi, đã dẫn hai em mình là Anna, 7 tuổi và Grand, 4 tuổi, đi ra bãi biển chơi. Hôm ấy, thời tiết đặc biệt ngột ngạt, nóng bức, bãi biển đông đúc hơn ngày thường. Đây không phải là lần đầu tiên bọn trẻ tự đi chơi mà không có bố mẹ đi cùng. Cô chị lớn dần rất thành thục về các tuyến xe buýt trong làng. Bãi biển chỉ cách 5 phút di chuyển và lũ trẻ thì chưa bao giờ đi chơi về muộn. Ngày 26 tháng 1 năm 1966, cả ba đã không trở về. Gia đình và cảnh sát lập tức mở cuộc tìm kiếm rộng khắp nhưng vô dụng. Sự biến mất của ba chị em khiến cả nước Úc hồi đó vô cùng sốt sắng diễn biến vụ việc liên tục được báo chí đưa tin. Có một nhân chứng nói rằng nhìn thấy một người đàn ông rũ dỗ lũ trẻ đi đâu đó, nhưng danh tính của anh ta thì không một ai tìm ra được. Ngày hôm sau, đội ngũ điều tra treo thưởng 250 đô la cho bất kỳ thông tin nào được cung cấp, còn nếu dẫn được bọn trẻ trở về nhà an toàn thì sẽ được thưởng 1 triệu đô la. Tuy nhiên tất cả mà họ nhận về chỉ là những miêu tả loáng thoáng về người đàn ông nói chuyện cùng những đứa trẻ, dáng người mảnh khảnh và khoảng 30 tuổi. Hắn cởi trần, mặc chiếc quần bơi màu xanh kỳ, đang đứng cạnh ba chị em Jane. Tuy nhiên, điều khó hiểu hơn cả chính là biểu hiện thoải mái như quen thân từ trước của chúng khi đối mặt với người đàn ông lạ mặt này. Cuối cùng, lời nói vu vơ mà bé gái Anna từng nói với mẹ trở thành mấy mối duy nhất của vụ án. Em từng tiết lộ với mẹ rằng cô chị Jane đã quen một bạn trai ở bãi biển. Với bản phát thảo về nghi phạm là người đàn ông 30 tuổi da giám nắng, thân hình cao giáo, được công bố trên các kênh, báo đài, hàng trăm cuộc gọi từ người dân gọi đến nói rằng mình nhìn thấy hắn ta tại bãi biển ngày hôm đó. Nhưng rồi, cuối cùng không có thêm bất kỳ manh mối nào. Vụ án vẫn đứng yên tại chỗ. Quá tuyệt vọng và bế tắc, cảnh sát đã bay đến tận Hà Lan vào tháng 11 năm 1996 để gặp một nhà ngoại cảm có tên Grace Corset. Corset phán rằng đã nhìn thấy ba chị em Jane bị trồn tại một cái kho gần trường học của chúng. Như tìm được ánh sáng trong đường hầm, đội điều tra liền theo lời của nhà ngoại cảm để tiếp tục nỗ lực phá án. Người dân địa phương cũng trung sức quyên góp được 40.000 đô la để chi trả công tác phá rỡ và khai quật địa điểm, chỉ mong tìm được thi hài của ba đứa trẻ. Đài truyền hình đến tận nơi để cập nhật liên tục vì chắc mẩm lần này sẽ có tiến triển gì đó, nhưng dòng dã suốt một năm, những cuộc đào sâu tìm kiếm dưới lòng đất cuối cùng đành dừng lại vì tung tích của ba đứa trẻ vẫn cứ biệt tâm. Một lần khác, một báo cáo kết luận rằng những đứa trẻ nhà Beaumont đang sống ở quần đảo thuộc bang Victoria. Toàn bộ thủy thủ trên tàu chở hàng của Anh đóng neo ở khu vực đó bị đem ra thẩm vấn nhưng cuối cùng vẫn không có gì khả quan. Đến tận tháng 3 năm 1986, nghĩa là 20 năm đã trôi qua, vụ án tưởng chừng như được phá giải khi nhà chức trách tìm thấy ba chiếc vali bên trong một thùng rác của khu dân cư. Khi mở chúng ra, họ phát hiện bên trong là những mẫu áo viết về trẻ em với các tiêu đề được gạch chân vô cùng kỳ bí. Tuy nhiên, lại một lần nữa hy vọng đã dập tắt khi họ nhận ra rằng ba chiếc vali với đầy báo cũ là một của một người phụ nữ say mê theo dõi các vụ án và người nhà đã vứt bỏ đống tài liệu kia ra đường khi bà ấy qua đời. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, vụ án mất tích vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Dù cho hàng ngàn lần cảnh sát làm mọi thứ, thu nhập mọi lời khai, chấp nhận những cách điên rồ nhất và tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để tìm ra ba đứa trẻ năm nào, nhưng cuối cùng đành phải quay ngược về điểm xuất phát. Mẹ của những đứa trẻ nhà Bomon chẳng thể đợi được thông tin của các con và đã qua đời năm 2019 ở tuổi 92. Vụ việc vẫn là kỳ án bí ẩn, bỏ ngỏ dài hơi nhất trong lịch sử nước Úc. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBC của Canada ngày 13 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg, nhấn mạnh rằng Trung Quốc hiện có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới, lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và đang đầu tư ồ ạt vào các loại vũ khí quân sự mới. Ông Stoltenberg cảnh báo rằng điều này ảnh hưởng đến an ninh của NATO. Trung Quốc không có chung các giá trị với chúng ta, ông Stoltenberg nói khi đề cập tới các vấn đề tại Hồng Kông, Tân Cương. Tất cả những điều đó đều khiến NATO cần phải có một chính sách củng cố chính sách của chúng ta khi đối phó với Trung Quốc, ông Stoltenberg nhấn mạnh. Phát biểu của tổng thư ký NATO được đưa ra khi hội nghị thượng đỉnh G7 vừa kết thúc ở Anh và một lập trường tập thể mạnh mẽ hơn nhằm vào Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng các quyền tự do cơ bản và quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn, ông Stoltenberg thừa nhận rằng điều quan trọng mà các quốc gia khác phải đối phó với Trung Quốc trong các vấn đề chung như biến đổi khí hậu và kiểm soát vũ khí. Tổng thư ký NATO cũng chỉ trích việc Bắc Kinh tiếp tục giam giữ hai công dân Canada, Michael Coring và Michael Spavo, với cáo buộc gián điệp là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Canada cáo buộc việc Trung Quốc giam giữ hai công dân trên là tùy tiện, coi đó là hành động trả đũa đối với việc Canada bắt giữ giám đốc tài chính của Tập đoàn Viễn thông Khổng lồ Trung Quốc, Huawei, theo yêu cầu của Mỹ. Khi một quốc gia làm điều mà họ không thích, họ sẽ phản ứng theo những cách hung hăng, ông Stoltenberg nói về Trung Quốc. Tổng thư ký NATO từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Hồi tháng 4, ông Stoltenberg cảnh báo NATO phải tỉnh táo với những thách thức tạo ra do sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ông lưu ý rằng Trung Quốc đang tìm cách nâng cao năng lực quân sự để tương xứng với sức mạnh kinh tế bằng việc tăng gấp 3 chi tiêu quân sự trong vòng một thập niên qua. Chúng ta đã thấy những hành động ngày càng bành trướng của Trung Quốc nhằm thách thức trật tự thế giới dựa trên nguyên tắc. Họ công khai, đe dọa Đài Loan, đe dọa các nước láng giềng trong khu vực và cản trở tự do hàng hải ở Biển Đông, Tổng thư ký NATO nói. Trước đó hồi tháng 3, Tổng thư ký NATO cũng kêu gọi Mỹ và Liên minh châu Âu EU cải thiện quan hệ nhằm ngăn động thái của Trung Quốc mà ông cáo buộc là bắt nạt các nước khắp thế giới. Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, mối quan hệ giữa Mỹ và NATO, liên minh quân sự giữa 30 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ đang được cải thiện. Ngày 13 tháng 6, Tổng thống Biden đã di chuyển từ Anh đến Bruxelles, Bỉ, nơi các nhà lãnh đạo của 29 quốc gia thành viên NATO đang tập trung để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào ngày 14 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ nổ khí ga kinh hoàng làm ít nhất 12 người thiệt mạng ở thành phố Thập Yển, miền Trung Trung Quốc vào ngày 13 tháng 6. Thay vì ra lệnh cho các quan chức địa phương tăng tốc giải cứu những người còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát, thì Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát thông tin và trừng trị những quan chức địa phương nơi đã xảy ra sự cố. Vụ nổ xảy ra vào 6 giờ 40 phút sáng chủ nhật đã là phá hủy một khu chợ sầm uất ở quận Trương Loan, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc. Ít nhất 12 người thiệt mạng và 138 người khác bị thương trong đó có 37 trường hợp nguy kịch. Một số khác vẫn bị trôn vùi bên dưới đống đổ nát. Ông Tập sau đó thông qua hệ thống báo đài nhà nước đã ra lệnh phải điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn, buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm, tăng cường sự nhạy bén về chính trị của các quan chức, ngăn ngừa những vụ tai nạn lớn hơn, duy trì sự ổn định của xã hội nhằm tạo ra bầu không khí tốt đẹp cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Duy trì sự ổn định là một cách nói uyển chuyển để duy trì quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bắt các quan chức phải chịu trách nhiệm là một phương pháp quản lý mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để tạo động lực cho các quan chức che giấu quy mô thực sự của một thảm họa và sự cố nào đó. Một quan chức sẽ bị sa thải nếu số người chết cao. Mệnh lệnh của ông Tập cho thấy ông ấy lo lắng về việc mất quyền lực vì việc cứu mạng người dân. Nhà bình luận về các vấn đề Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, Thang Trinh Duyến nói với The Epoch Times vào ngày 13 tháng 6. Trong chương trình tương tự của CCTV, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết ông lo ngại khi chứng kiến nhiều sự cố chết người được báo cáo trên khắp đất nước trong thời gian gần đây. Ông yêu cầu các nhà chức trách địa phương đẩy nhanh các nỗ lực cứu hộ của họ và cho cả nước để xem xét các rủi ro an toàn có thể xảy ra. Ông Tập nhấn mạnh thêm trong một thông báo ngày 13 tháng 6 rằng các quan chức giữ chức vụ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào trong tương lai, ngụ ý rằng các quan chức sẽ phải đối mặt với những hậu quả như mất ghế, đồng thời ra lệnh cho chính quyền địa phương thắt chặt kiểm soát. Trở lại vụ nổ hôm 13 tháng 6, nhiều người cho rằng số ca thương vong có thể còn nhiều hơn so với con số thực tế mà chính quyền báo cáo. Ly, một người dân địa phương ở đây cho biết, vụ nổ xảy ra trong một khu chợ sầm uất. Ngay sau vụ nổ, chính quyền đã phong tỏa các khu vực lân cận, cư dân chỉ có thể rời đi mà không được phép vào. Phóng viên của Epoch Times đã liên hệ với chính quyền và các văn phòng truyền thông ở thành phố Thập Yển để có thêm thông tin nhưng đều bị từ chối với lý quá bận. Tờ báo này sau đó phát hiện ra rằng trong ngày, người dân ở Thập Yển đã xếp hàng trước trung tâm y tế địa phương để hiến máu sau khi họ nghe tin rằng những người bị thương cần máu nhưng các bệnh viện đã hết nguồn cung cấp. Trung Quốc những ngày qua liên tiếp xảy ra những sự cố làm chết nhiều người. 4 giờ sau vụ nổ khí ga ở Thập Yển, 6 công nhân ở thành đô tỉnh Tứ Xuyên cũng thiệt mạng khi họ đang dọn dẹp đường ống chứa nước thải của một nhà máy thực phẩm. Vào ngày 12 tháng 6, một vụ dò dỉ hóa chất độc hại ở thành phố Quý Dương tỉnh Quý Châu cũng khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Trung Quốc cũng chứng kiến các cuộc tấn công sói đơn độc là thách thức đối với chế độ trong việc bảo đảm an toàn công cộng. Vào ngày 5 tháng 6, một người đàn ông 25 tuổi dùng dao tấn công ở thành phố An Khánh, thuộc tỉnh An Huy, khiến 6 người chết và 14 người bị thương. Chính quyền tuyên bố rằng cơn thịnh nộ của người đàn ông là do các vấn đề gia đình. Vào ngày 28 tháng 5, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã dùng dao tấn công làm bị thương 5 học sinh tiểu học ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Ít nhất một học sinh đã chết trong bệnh viện. Chính quyền địa phương báo cáo rằng người đàn ông có vấn đề về tâm thần và không có động cơ cho vụ tấn công bằng dao. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống camera ở khắp mọi nơi với hy vọng ngăn chặn những hành vi bộc phát như vậy, vốn được coi là mối đe dọa đối với sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chế độ chỉ dựa trên những lời hứa suông về sự ổn định xã hội. Tuy nhiên, bất chấp quyết định hy sinh quyền riêng tư của công dân bằng cách sử dụng các phương pháp kiểm soát theo chủ nghĩa toàn trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thể ngăn chặn được những sự cố đáng tiếc nói trên. Bản tin tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.